rồi. Sao lại như vậy chứ? Chắc là do nam tả nữ hữu thôi. Để tôi làm chân gác. Đi. Đừng mà. Đừng. Luật sư Bao, ông tới tìm ai vậy? Xin chào mọi người. Tôi thay mặt thân chủ của tôi, ông Lư Hành Lợi, gửi thư cảnh cáo cho mọi người. Rõ ràng ở đây có kẻ đã tới làm phiền thân chủ của tôi. Bây giờ giọng của ổng tăng lên 8 độ, còn khang hơn lúc trước. Xin cây là mơ. Tuy thân chủ của tôi không nói rõ danh tánh ai đã làm, nhưng tôi nói cho mọi người biết, nếu mấy người còn tới quấy rầy ổng, làm cho bệnh tình của ổng thêm trầm trọng, mọi người không chỉ bồi thường cho ổng 20 triệu mà còn gánh trách nhiệm hình sự đánh người. Chúng ta đều làm nghề này, hậu quả thế nào không cần tôi nói rõ, chắc các người cũng hiểu rồi chứ. Hả? Nhưng có điều như vậy, dù sao mình cũng là người trong nghề, tôi cũng không muốn làm thẳng tay, chỉ cần mấy người ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Nè CK, bây giờ tôi đã hiểu thế nào gọi là chết rồi cũng cãi được. Từ 2000m rút lại còn 200m. Hey, bây giờ còn phải bồi thường 20 triệu, với tài sản của anh cộng thêm chỗ này cả phân lẫn lông. Xin lỗi, tôi không định nói tục quá, nhưng tôi lại không nhịn được. Làm sao đủ trả chứ? Này, nếu ai chịu bỏ ra 5000, tôi sẽ làm kẹp bấm miệng ổng cho mấy người coi nè. Thôi. Nè chú em, chú chưa đủ trình độ. Đúng là chưa đủ trình độ. Cậu thấy sếp của cậu cô Mao không? Nãy giờ chưa nói tiếng nào, cô biết thế nào là im lặng. Cô Mao, lâu nay tôi biết cô rất tài giỏi. Văn phòng luật của tôi còn một kho tạp vụ quét dọn sạch sẽ còn lớn hơn phòng của cô nữa. Nếu mày mốt cô mất chỗ làm và qua chỗ của tôi, cứ lên tiếng để tôi nói với sếp của tôi. Alex, nói chuyện đừng có nói thoải mái quá. Bây giờ vụ này vẫn chưa xử. Nếu như chúng tôi ra tòa cãi thắng anh nè, anh phải kiếm chỗ chui đó nha. Tôi phải tìm lỗ chui. Thôi được, để coi tới bữa đó ai tới hầu tòa trước. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Xin lỗi, tôi có hẹn với khách đi ăn bầu ngư. Nặng lắm đó. Ít nghe phải không? Mạn phép nha. Bye. Em biết suy nghĩ hay không? Tự nhiên em tới phá cực heo làm cái gì? Em, anh kêu em đi mà. Anh kêu em đi á là muốn em thành công trở về. Bây giờ em đã làm hư mọi chuyện, còn tệ hơn lúc trước. Em về đây đổ thừa anh nữa. Em thật sự làm cho anh thất vọng quá. Còn đứng đây làm cái gì? Bây giờ mấy giờ rồi? Để em đi làm việc. Làm việc? Ăn trưa rồi. Đi mua cơm cho tôi. Có làm người của tôi mà vậy đó. Ăn chung khoai tây. Gì cũng được, gì cũng được. Thiệt tình à, hết lòng tính toán mới biết sai. Lùi lại suy nghĩ toàn chuyện khó. Làm cũng sai, mà không làm thì cũng sai. Mấy người nghĩ coi làm sao mới không sai đi. Chị Tiên à, chị đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Thật ra CK không đáng bình dực. Tức là mít lòng tôi cũng nói, chị cứ đâm đầu vô như vậy là chị rất hèn hạ rồi. Tôi hèn hạ? Chị đừng nói chị Tiên như vậy mà. Yêu một người cần phải hết lòng vì họ mới được. Thì đó, khổ nổi á, đám đàn ông trở mặt một cái chị thấy rồi đó, như một đống phân vậy. Này cô đừng có chê nghe, con trở mặt này cũng đáng tin cậy lắm á, trận này nó đua tốt lắm á. Nè đừng giỡn nè. Thôi mà tôi đang theo dõi đó, tôi đang theo dõi mà. Nè, đây là cô họ của anh thấy nét mặt sầu thảm của chị không? Dù giá bộ anh cũng phải khuyên chị chứ, anh còn ngồi xem ở đây. Tôi làm gì cũng nghiên cứu trận 3T nè. Cô Tiên à, nếu con thắng trận này cả đời cô khỏi làm cái gì hết, ngày nào con cũng tặng cho cô một thẻ tín dụng. Cảm ơn. Nè lẹ lên. Mới mới nói, đàn ông mà đáng tin heo nái cũng biết leo cây. Thượng đế sai lầm nhất là tạo ra đàn ông như các anh vậy. Phải, thượng đế sai lầm nhất là tạo ra ba cô, sinh ra cô làm ơn đi. Ê, ba của tôi A, B, C, D, E. Hàng A là hàng loại nhất, còn anh là Y, hàng kém, y như là CK vậy. Này cô nên nói rõ, hàng kém cũng phải phân kém và kém hơn chứ. Tôi thuộc dạng kém, còn CK là kém hơn. Cô trả lại rồi lấy lại đi. Hai người đừng có cãi nhau nữa, để cho chị bình tĩnh một chút đi. Off. Tôi nể mặt con hả? Cỡ như tôi có dự phòng đó. Bỏ đi hả? Lỗi tại tôi. Mọi người khỏi lo cho tôi nữa. Chị đừng nói vậy mà. Đâu phải một mình chị đau khổ đâu. Tôi biết, chắc CK cũng đau khổ lắm. Không phải là
Nè, chú hai chú vừa phái tôi nha, chú đừng có nghĩ ủng hộ tôi chút đỉnh thì muốn xăm sở tôi à. À, bớ người ta, có người xăm sở tôi kìa. Thằng nào dám đụng vợ tao. Tên này nè. Đứng lại, đừng đánh, đừng đánh. Hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm mà, ông dám chọc vợ tôi nè. Ông không phải hạng người đó đâu, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Berry. Thì sao ông muốn mua berry? Vậy ông chỉ cho người tôi làm gì? Nói. Thì bà và ông khác nhau nên ông mới chỉ bà. Hử? Tức là ông nói tôi giống berry. Ông dám chê vợ tôi. Chết rồi, bị ông đánh tới như vậy. Không sao đâu, để tôi lột trứng gà cho anh Lăng, anh sẽ khỏi ngay thôi. Đừng mà, anh đừng làm vậy mà. Anh bị như vậy tôi cũng có trách nhiệm. Ai cho tôi giúp anh có được hay không? Tôi biết anh giận tôi. Tôi biết anh tốt với tôi lắm, anh đừng hiểu lầm. Tôi không phải vì CK, tôi mới tới đây đâu. Tôi thật lòng muốn giúp anh thôi. Nè, vậy đi, anh đánh lại tôi đi, giống như lúc nãy vậy. Nè, anh không đánh thì chửi tôi cũng được nữa. Nè, anh không chửi thì đuổi tôi đi. Anh lên tiếng đi mà, Henry. Cô muốn tôi nói cái gì đây? Cô còn tới đây giúp tôi để làm gì? Bây giờ dòng của tôi đã bị bắt rồi, cô muốn yên tĩnh một chút có được không? Đi. Henry, anh đừng làm vậy mà. Henry, làm ơn đi, Henry. From falling down, how can you stop the sun from shining? What makes the world go round? Anh đã lấy giọng lại rồi. Còn chính vì ngón tay của cô. Tay của tôi? Phải, cô bị thương vì tôi. Cô đã làm tôi cảm động tới nỗi giống như có một dòng nước ấm chảy vào tim tôi rồi trào lên cổ họng của tôi. Thì khó mà tưởng tượng được, có một sức mạnh đã thúc đẩy tôi cầm cái guitar này hát một bài cho cô nghe. Ôi Chúa ơi, đúng là phép lạ làm động lòng trời rồi. Phải, ý trời. Henry. Angel. Tất cả hợp đồng giấy tờ á hoàn toàn phạm nhiều lỗi lầm, chữ thì bị đánh lộn không nói đi hả, còn hồ sơ nó bỏ lộn lung tung. Bây giờ cô Tiên không theo dõi thôi, không biết làm việc rồi hả? Còn nữa, anh xem á, anh làm ơn đứng ra đây. Cái gì, anh muốn chửi tôi à? Tôi nói cho anh biết, văn phòng của anh nha, bữa tối á, làm ơn đừng có để đèn suốt cả đêm như vậy, tốn điện kim lãng phí. Cô Tiên không có rảnh rỗi để theo sát vậy đâu hả? Dư Lạc Thiên trốn đâu rồi? Còn Lạc. Dạ, khoan ông chủ à. À Philip, tôi biết, bây giờ anh là công ty tầm cỡ, hả? Nhưng mà tụi tôi là văn phòng luật sư CK. À, 500 ngàn là bằng lưới nha, có lợi cho anh hả? Sao hả? Nè, CK, anh đừng chửi Apple của tôi biết anh muốn gì. Nè, tôi nói cho anh biết, bây giờ anh giả bộ lớn tiếng khiển trách các đồng nghiệp, thật ra là hứa lệch mũi dùi, anh muốn thừa cơ đổ hết mọi chuyện cho chị Tiên, có phải không? Đúng là cô Tiên cổ có lỗi, nãy giờ cổ vẫn chưa tới, làm cản tiến độ công việc. Không nè, đúng sao? Sao anh không tính thử coi, một năm 365 ngày chỉ luôn tăng ca cho anh có đưa tiền cho chị hay không? Anh cũng ngồi im thinh thích. Phải, bây giờ người ta thưa anh, tất cả chúng tôi đều hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà anh không thể chuyện gì cũng đổ hết lên đầu chị Tiên. Chị làm cho anh bao nhiêu chuyện, chị đã hy sinh cho anh rất là nhiều. Hy sinh? Cổ không báo hại tôi mừng lắm rồi à. Trời ơi, mấy người thấy chưa, có hạng người này sao? Nếu ông rớt xuống biển á, đừng có ai cứu ông nữa nha. Đừng cứu. Nhưng mà nếu cô Tiên vẫn chưa tới, tức là làm tôi khó xử, tôi chống đỡ không có nổi đâu. Anh đi chết đi, đó là cô họ của anh mà. Nè, tóm lại á, mọi người hãy nhớ, lát nữa chị Tiên tới đây, đừng nên cho chị biết CK đã nói cái gì, giữ bí mật đó nha. Im lặng nhớ chưa? Tôi đã biết hết rồi. Nguyễn Hành Lợi khỏe lại rồi à? Không biết chuyện này có phải như người ta nói trời động lòng thương không? Đúng
đúng ra tôi tính sáng nay tới đây nói cho mọi người biết tin này. Ai ngờ tôi dậy trễ, cho nên tôi tới đây muộn. Vừa tới cửa tôi đã nghe Siki nói những câu đó. Không biết có phải xưa nay đa tình cảm và hận hay không. Tôi đã hết lòng vì ảnh, thì ra trong lòng của ảnh tôi nè không có đáng giá một đồng xu nào hết trơn. Đương nhiên CK đó không đáng binh vực rồi. Lẽ ra từ đầu chị nên dứt bỏ ảnh đi. Chị Tiên, đi đâu vậy? Xét về công, tôi là thư ký của ảnh, tôi phải đi làm việc. Về tư tôi phải báo với ảnh để ảnh khỏi bận tâm. Chị không nên đi đâu hết đó, chị nên ngồi bên cạnh tôi nè. Tại sao? Tại sao hả? Nè, tự nhiên á, bây giờ mình tiết kiệm giùm ổng 20 triệu. CK đó đã làm cái gì chứ? Rảnh rồi á, thì ngồi ở văn phòng rung đùi, ngồi trách chúng ta chuyện gì cũng bắt chị làm giùm ổng. Tôi thì chịu không nổi, tôi thấy mình cần phải cho ổng một bài học. Bài học? Sao mà kỳ quá vậy? Cô Tiên vẫn chưa tới sao? À cô, à cô là... Chào sếp. Ủa, là em đó hả? Sao ăn mặc như vậy? Cũng như cơ nhân bình thì bất biến, thủy bình thì bất lưu. Ở đời thỉnh thoảng có phải có sự thay đổi chứ. Anh hỏi em, sao hôm nay sao đến trễ vậy? Trai ăn ba cân gạo, gái ăn nửa đứa lương. Tụi tôi là con gái lâu lâu bị bệnh cũng dễ hiểu thôi mà. Hồ sơ đâu rồi? Ở chính giữa bàn kìa. Thư ngân hàng ở bên phải, hợp đồng ở bên trái. Ủa? Cổ lên cơn điên gì vậy? Không biết. Cà phê gì vậy? Vừa đắng vừa chát vừa không bỏ được. Hả? Em coi đi. Có chuyện gì? Chuyện gì à? Trên một trang giấy á, tính sơ sơ cũng có hai chữ sai rồi. Tiên à, ngày thường em đâu có như vậy. Tại sao hôm nay ly cà phê nó khác hẳn mọi ngày? Là sao? Cây à, cũng như câu châu chấu sao đá xe, ly nước sao chữa được sừng. Tôi chỉ là một chân thư ký quèn thôi. Lo nhiều việc như vậy á, thỉnh thoảng cũng phải có chút sai phạm chứ. À còn nữa nha, từ nay á, tiền nước, tiền điện, tiền ga, tiền tập vụ, tiền điện thoại của anh, phiền anh tự nộp đi ha. Bởi vì tôi chỉ là một thư ký quèn thôi. Anh và tôi không có quan hệ gì hết. Nào em, trời nói ơi, chuyện vậy sao? Không nguy không hiểm, lại tới 5 giờ rồi. Hả? Nè, mấy giờ mà tan sở? 5 giờ rồi, tan sở, tất cả mọi người thôi, thôi thôi thôi, mấy người làm phản hả? Bây giờ mà tan sở hả? Làm xong việc rồi à? Nè, trong giờ làm việc á, dĩ nhiên sau đó là tan sở. Nhưng mà vậy, nếu dựa theo bộ luật lao động, anh muốn chúng tôi tiếp tục làm á, thì gọi là làm thêm giờ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, 5 giờ, chết rồi, chết rồi. 5 giờ lẻ 1 phút lỗ anh Phúc rồi, trời ơi. Đúng rồi, vậy thôi. Căng tôi vậy sao? Công việc lâu dài, từ từ làm đi. Oh, my love, my darling, I'm before your touch, alone, lonely time. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Thôi rồi, uống đi, uống đi, uống đi. Thôi rồi, uống đi. Thì ra tất cả các người kéo nhau tới đây. Cực heo, anh giỏi lắm nha. Không liên quan tới ảnh. Em ăn mặc gì hôm vậy thì ra tất cả cũng vì hắn phải không? Nè 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 CK à, tôi chỉ muốn nói một câu công bằng. Tôi chúng tôi là khán giả tới coi thôi, chỉ có điều cũng phải phân biệt trung gian chứ. Nè, dĩ nhiên chúng tôi giúp trung chứ không giúp gian. Nhưng mà gì, chị Tiên đã làm nhiều chuyện cho anh rồi. Chị giúp anh đỡ tốn tới 20 triệu lần. Rõ ràng lần này Henry đánh gãy bằng tay trái còn nhường anh thêm mấy bước nữa đó. À, CK à, lại chuyện gì nữa? Dù hôm đó đừng có cãi nữa, tôi bỏ dù đi. Dù hôm đó cái gì? Tôi thì sao cũng được. Anh rồi, muốn sao thì tùy. Bây giờ anh giả bộ rộng lượng hả? Rõ ràng anh không sao ha? Anh muốn lừa 20 triệu của tôi mà. Bây giờ mọi việc dở lỡ rồi, anh còn giả bộ để lấy lòng thương hại phải không? Người ta giúp lý chứ không có giúp tình. Mới tốt cái tôi chút xíu anh đã nhỏ mọn rồi ha? Tôi mà nhỏ nè, mọn nè, hả? Nè nè nè, CK à, bỏ đi nói nãy giờ mệt lắm rồi ha. Apple, đưa đây, đưa đây. Cầm ly nước uống hết đi. Sau khi uống xong coi như quà giải ngoài tòa được chưa? Hết đi. Uống ly này hết hả? Đi. Hết. Rồi có cái gì trong đó làm sao? Lỡ uống vào mất luôn cả tiếng thì sao? Anh nghĩ lại đi. Tôi nổi tiếng là chuyên gia trêu chọc. Hạ tôi dễ vậy sao? Đừng có hòng. Cực heo. Anh muốn tôi xin lỗi. Đừng có hòng. Anh
Nè 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 nè, bỏ đi, đừng cãi với anh, nữa ha. Angel, tôi nể mặt cô. Nè, Henry, anh Hắc Bao, anh tới đây làm gì vậy? Bây giờ tôi không có rảnh nói với cô, ha, xin lỗi nha. Ông Lương à, tự nhiên sao ông quỷ bỏ thư kiện chứ? Ơi, giọng của tôi đã khỏe lại, không cần thưa ổng nữa, hả? Ông đi rồi sao? Vụ xử này mình thắng chắc mà. Ê, tôi đã nói là không có kiện nữa, tóm lại tôi sẽ trả tiền luật sư cho anh, ha. Ai cần mấy chục ngàn của ông? Ông biết không, 10% của 20 triệu tức là 2 triệu. Ông không kiện CK, tôi sẽ mất 2 triệu phí luật sư. Đó mới là vấn đề. Tôi có dụng ý gì chứ? Nghe tôi nói đã, mọi người nghe tôi nói, mọi người đừng có la nữa. Ông đó, tất cả mọi người nghe tôi nói, khi nào vụ này chưa đóng hồ sơ, tôi vẫn là luật sư đại diện của Lư Hanh Lợi. Tình trạng tinh thần của ông Lư Hanh Lợi không được ổn định chút nào, cho nên ông tuyên bố hủy bỏ cáo buộc đối với ông La Trung Kiên, không được chấp nhận. Lời cáo buộc của ông tiếp tục có hiệu lực. Tôi là luật sư đại diện của ông, tôi có quyền thay đổi phát biểu, đưa ra quyết định. Đưa đây, nói được mà. Ông đứng đây, chú đi, bắt bấy gì tao. Cho nên bắt đầu từ giờ phút này, tôi xin tuyên bố thân chủ của tôi không được tiếp xúc nhé. Có cơ hội cho cô trả thù rồi. Hay là gián tiếp? Mọi người có nghe rõ không? Ý đồ hay âm mưu muốn quấy nhiễu, với lại tôi sẽ xin tòa cây lệnh cấm. Cấm tất cả mọi người không được quấy nhiễu thân chủ của tôi trong vòng 5 mét. Cố gắng. Hay lắm. Hết quá hút. Quá hô. Mấy người làm gì vậy? Cái gì chứ? Bao nhiêu con mắt á, thấy anh tự cầm ly rượu uống, mắc mới gì đến chúng tôi chứ? Nè, cho xin 69 đồng chính, còn lại tụi tôi tự trả. Cô tôi dài. Để coi từ đây anh làm sao thương người ta đây. Đó, mọi người đã thấy chưa? Tôi dự định uống ly rượu này trước, nhưng mà tại ảnh giành uống, thôi cũng đành chịu thôi, phải không? Mọi người, nhân tiện tôi chính thức tuyên bố, tôi chính thức hủy bỏ lời cáo buộc đối với CK. Wow. Vì trong thâm tâm của tôi, mối thù này không còn quan trọng nữa, không còn quan trọng. Angel, em đã giúp anh lấy lại giọng nói, tái hiện sinh mạng của anh. Anh luôn mơ ước mở đại nhạc hội cho riêng mình. Anh muốn có 100.000 người đến nghe anh hát. Năm nào anh cũng đặt chỗ, nhưng mà anh không có can đảm để mở. Năm nào cũng bị người ta quỷ tiền cọc. Điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã tìm được tri âm. Angel, có 100.000 người nghe anh hát cũng không sao hả? Anh không cần, chỉ cần một mình em, vậy là đủ rồi. Henry, Angel, mùi mẫn quá, cảm động muốn chết được. Làm ơn, are you? Ê, ngừng. Cật heo, tôi không cần anh tội nghiệp tôi. Coi như tôi trả lại chai sa tế này cho anh. Đừng mà, sa tế cay lắm, đừng thiệt, uống thiệt, trời. Anh đừng có nói nữa, em hiểu rồi, em hiểu ý của anh rồi, em hiểu mà. Đừng mà, đừng có uống nữa. Đừng mà, đừng có uống. Nè, đừng mà. Hai người nhìn cho kỹ nghe. Cô có đáng để hai người làm vậy không hả? Nhìn kỹ lại đi. Hả? Cô anh chơi. Anh chơi. Henry, anh cảm ơn hoa hồng của anh. Anh có mang bánh cho mọi người ăn nè. À, mọi người thấy ăn bánh dân dứa đi. Đừng có sao nha. Tiên à, cái bánh dân dứa này ngọt liệm thiệt đó nha. Ê, cực heo, anh tới văn phòng của tôi làm cái gì? Tâm, gọi An Ninh. Tôi tới đây tìm bạn không được sao? Ở đây không có bạn của anh. Ai là bạn của hắn? Nói đi. Em không chỉ là bạn mà còn là bản thân nữa kìa. Em ăn nói kỳ cục vậy. À phải, nếu anh không thích em có bạn đến thăm, không sao, em xin nghỉ nửa buổi đi chơi với bạn của em. Khoan đã, bạn của em cũng là bạn của anh. Nói chuyện ở đây đi. À, ngồi đi. Tôi không dám ngồi đâu, tôi sợ bị bệnh trĩ đó. Có gì đáng cười, bộ khỏi làm hả? Hả? Nè, mọi người khoan đi đã, lâu lâu mới có dịp quen biết nhiều bạn bè. Nè, từ nay mọi người tới ba của tôi, ha, tôi giảm giá cho mọi người 30%, chứ lại uống một tặng một.
Đó, đây mới gọi là quán bar, là nhà của tôi mua một tặng tới một lần nghe, lát nữa tan sở cùng tới. Chuẩn bị nghe, 10 hay lắm. Put your head on my shoulder. Chị Tiên à, hả? Có phải từ nay chị chỉ ăn bánh nhân dứa hay không? Chắc không đâu, cũng còn bánh thịt gà mà. Chị ghê thiệt đó nha. Cô đã nhắc nhở tôi, trên thế gian này đâu phải chỉ có một cái bánh thịt gà mới ra lò. Angel, nè, bánh thịt gà nóng hổi mới ra lò nè. Anh cũng thấy Angel đã ăn bánh dứa sao? Xưa nay cổ đâu có bao giờ ăn bánh dứa. Cổ không ăn bánh thịt gà nữa. No rồi, không ăn nữa. Em về hả? Để anh đưa em. Cổ chưa về đâu, tôi chưa hát bài cổ thích nghe mà. Được rồi, em đi toilet, Rồi, để anh tiễn em. Tới phiên tôi, im lặng. Chà, lợi hại thật nha, ba ngón tay mà kẹp được 5 cái. Thấy chưa, Brazil. Tôi chưa có ngủ nè, cô làm gì vậy? Cô tính đi Brazil sao? Không phải, tụi tôi đang chơi trò chơi. Bà ấy dễ thương lắm, có thể kiểm tra năng lượng tình cảm của mình đó. Tức là gì? Nè, theo lời chuyên gia nói đó, ngày mai là cửu tinh Liên Châu, mặt trăng đến gần trái đất nhất, hơn nữa còn là tròn nhất. Lúc đó đó, năng lượng của mặt trăng lớn nhất, hơn nữa nó còn có thể làm ảnh hưởng tình trạng tình cảm của con người, cho nên rất nhiều người dễ dàng bị động lòng đó. Cha, chưa hết rồi nha. Nè, bây giờ đã qua 12 giờ, sức hấp dẫn đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, có nghĩa là mình chơi trò này hữu dụng nhất. Không cần nói nữa, tóm lại ấn bàn tay xuống mà không dính được con tem nào hết, vậy thì chắc chắn cả đêm cô sẽ uổng công. Nhưng mà nếu ấn bàn tay xuống, cả bàn tay dính đầy con tem, vậy thì... tôi dính nhiều quá trời luôn nè. Bao nhiêu tem? 6 tem. Ôi trời ơi, 6 tem lận. Chà, ít nhất cũng lớn hơn một tá đó nha. Nhưng mà để biểu lộ tôi không kiêu ngạo, tôi chỉ cười vậy thôi. Nè Nguyễn, có bộ một tá của cô giá nào cũng phải tính nghe. Giang ra. À cô Bao, cô chơi thử đi. Hả? Thử đi. Uổng công lắm đó, thử đi. Uổng công lắm. Tôi phải nữ rất chững chạc, tôi không chơi những trò này đâu. Ngủ ngon nha. Trời ơi, mười mấy tem lận. Tôi cũng biết là ông thương con lắm mà. Cô Mau, cô ngủ chưa? Ứng liền ha. Chưa. Cậu vô đi. Chào cô. Chào, có gì không? Tối mai cô rảnh không? Rảnh, chắc là tôi rảnh đó. Ok, tôi muốn mời cô đến quán Bar House đó. Bar House hả? Cũng được. Không có gì chứ? Không. Vậy tối mai gặp nghe. Tối mai gặp. Không phiền cô nghỉ ngơi. Ok. Bye. Chà, cửu tinh Liên Châu, linh thiệt. So slowly. Cô Mau. Chào. Sao trễ vậy, chờ cô nãy giờ đó. Nãy giờ hả? Phải rồi, tối nay là cửu tinh Liên Châu của trai gái yêu thương nhau, thiếu cô sao được. Thật ra không chỉ mình tôi, còn nhiều người chờ cô lắm đó. Ê, cô Mau tới rồi kìa. Chào. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ rất vui. Tối nay là lúc mặt trăng ở cao nhất, sức hấp dẫn mạnh nhất, để cô có thể ảnh hưởng tâm trạng tình cảm của mình hay không. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Gây quả. Bao nhiêu người ở đây, làm sao mà gây quả được. Nè Nguyễn, tối nay tôi cho cô cơ hội cùng tôi đi phạm tội. Tối nay không được đâu, tôi phải giúp Henry chạy bàn. Làm ơn cầm giùm đi. Lấy khoai tây tới đây đi. Các vị, chào mừng mọi người tới quán bar này, tham gia cửu tinh Liên Châu của những đôi trai gái yêu thương nhau. Tối nay sẽ có nhiều tiết mục vui nhộn để phù hợp với chủ đề hôm nay. Trước tiên, tôi sẽ phân ra nam và nữ. Mỗi người sẽ được nhận ngôi sao có màu sắc khác nhau. Nếu màu mà bạn chọn giống màu của người kia có nghĩa là đêm nay người đó sẽ là bạn. Là màu xanh. Trời, của em cũng là màu xanh. Trời ơi, của anh cũng màu xanh nè. Ủa,
làm gì trùng hợp vậy? Coi kỹ lại đây. Không biết con này của ai nữa. Không biết con này gặp cái ai nữa ha. Hơi, tôi cứ tưởng đâu được trúng giải chơi mấy trò trẻ con này. Thôi, con chơi đâu. Tôi màu đỏ. Hả? Tôi cũng là màu đỏ nè. Không phải, mất công cậu men không được tham gia. Đi đâu chơi đi? Bên này, bên đây. Mới nói là không chơi, bây giờ là hớn hở chạy đi. Tôi không có màu đỏ, mau đi, kiếm bạn đi. Nè, có phải? Không phải hả? Có ai không? Anh có sao màu bạc không? Phải tôi à. Còn anh có màu bạc không? Không có, không có. Sao, không có ai hết vậy? Kỳ quá, không lẽ cho mình hưởng thiên sơn đồng lão này sao? Có ai sao màu bạc không? Này, còn màu gì? Màu xanh. Màu xanh cái gì? Cậu nhìn kỹ lại bộ đuôi hả của cậu màu bạc đó. Trời kỳ vậy. Rồi, được rồi. Ai màu bạc la lên. Hả? Anh có sao màu bạc hả? Mình tìm được rồi. Giá nào cũng không tệ hơn thiên sơn đồng lão nữa. Nè các vị, còn ai chưa tìm được bạn của mình không? Cuộc chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà tôi chưa tìm được. Sao của anh màu gì? Hả? Màu xanh. Màu xanh. À, cô nào cầm sao màu xanh vậy? Hả? Hả? Lần này đáng đời anh rồi. Màu xanh ở đây nè. Anh Mạc, để hôn cái. Chết đi. Trời ơi. Cuộc chơi của chúng tôi rất đơn giản. Cùng kẹp bánh. Cặp nào kẹp miếng bánh nhanh nhất sẽ được một ly nước rất đặc biệt, gọi là người tình lãng mạn. Angel, anh và em kẹp trước nha. Ok. Giúp. Ê, tôi và Angel là một cặp, tôi kẹp luôn. Chơi chung đi, chơi chung đi. Được. Trò này có vẻ như là khó chơi lắm. Cũng thường thôi. Nhưng mà lát nữa cậu khỏi cử động, để tôi đưa mặt qua như vậy dễ kẹp hơn. 1, 2, 3. Cảm ơn cậu tối nay đã mời tôi đến đây chơi. Ở đây vui thiệt đó nha. Thật ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng á cô Mau. Cảm ơn tôi à? Ừ. Cô đoán thử coi, trải qua đêm nay ở đây á, có bao nhiêu người trở thành tình nhân hả? Tôi thì không hiểu ý của cậu muốn hỏi. Ờ, ý của tôi đó là Chết rồi. Tới giờ rồi. Hai người đi đâu vậy? Quay về tòa soạn. Đến tòa soạn hả? Ừ. Ý tôi nói đó, thật ra cuộc vui hôm nay dùng để viết chuyên đề. Tôi muốn coi cửu tinh Liên Châu có hiệu nghiệm đến vậy hay không. Nếu không quay về sẽ trễ giờ in sao? Đi nghe. Bye bye. Tức là bắt mình ra thu thập thông tin. Mở. Mời. Mở. Mời. Mở. Mời. Tôi thắng rồi. Uống đi. Uống đi. Thôi mai mọi người phải đi làm nữa. Đi về đi, nhanh lên. Tụi tôi vẫn chưa muốn về. Phải chưa xong hả? Cô sắp chấm dứt rồi. Cô thấy chưa? Người nào người nấy uống đến say mềm mà y như ma đói vậy. Bây giờ chỉ còn chờ mấy cô say luôn tới lúc đó, coi như là xong hết rồi. Cô Mau à, có phải cô ganh tị tinh thần đoàn kết của chúng tôi không? Nè, có hai người, cô chọn một trong hai mang về cũng đẹp trai lắm á chứ. Chọn đi. Đi đi. Có phải không về hay không? Không về sáng mà tôi gửi thư cảnh cáo đó nha. Nguyễn, cô cũng về đi, về nhà. Tôi muốn ở đây giúp Henry. Giúp cái gì chứ? Cô thấy về không? Đi. Khách đã về hết rồi, còn giúp cái gì nữa? Về đi. À, biến đi, gọi nhóm khác tới đây. Bỏ nhóm này đi. Nó kêu hai người cố gắng chấp nhận rồi mà. Sao anh không đi? Thì đó, anh thiệt. Ghét tuyệt à. Tới rồi, nhóm khác tới nè, tôi hầu anh đừng lo. Anh mà ngồi đi, cô nào dám bén mảng tới đây. Còn may mắn gì, nói cho mấy người biết hả. Tối nay á, bằng mọi giá, giá nào đánh chết không về. Thì đó, giá nào cũng không, không về. Sao bỏ về hết vậy, thiệt tình à. Yeah. Nè, đừng có níu tôi lại nghe. Đừng níu con đã. Để chờ con sao. Phải đó, chờ con sao. Phải đó. Chừng đụng đổ. Vậy cũng phải, chưa gì bước tới, chưa ngạo lắm. Không đâu, cô này hả đẹp quá, chắc chắn có bạn trai. Mấy người bỏ ý định đó đi mà. Dĩ nhiên rồi, người đẹp luôn có bạn trai, tức là cổ chờ bạn. Nhưng mà người đẹp cần gì ngồi chờ chứ phải không? Dĩ nhiên là người ta chờ. Phải rồi. Mình viết chờ coi sao. Mình chờ cổ. Chờ cổ đến khi biết cổ không chờ ai. Vậy thì mình sẽ tiến tới. Mắt tôi sụp mí cũng đủ biết mệt rồi. 4 giờ mấy, không chờ đâu, về nghe. Sao hả? Chờ thêm tiếng nữa coi sao. Tôi bỏ đi, anh Lạc. Cứ chờ như vậy á, nói một câu khó nghe, dâng tới miệng cũng phải suy nghĩ lại. Về đi mà. Mà không về, chờ mình nửa tiếng nữa đi. Về. Nè. Mệt quá.
Nè 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 nè, đóng cửa rồi hả? Có phải muốn ở lại không hả? Dạ 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 dạ, dạ liền dạ liền dạ liền. Lẽ đến đây cũng giống như người đã ngu si đần độn lặng lẽ ra đi. Em đã chờ tôi nơi gác tối cả đêm. Không phải, em đã chờ tôi 2000 năm đón chào giây phút cửu tinh liên châu này. Em đã chờ tôi 2000 năm, còn tôi đã ngu dại chạy vô toilet. Về sự ngu dốt trong tình duyên của tôi xin biểu diễn. Thiếu Lâm tự đập đầu vào lon. Chào, tôi tên ở đây. Sáng. Chào mọi người. Nè, ăn bánh dứa đi, có bánh dứa ăn nè. Chị hạnh phúc thì có ngày nào cũng được Harry mang bánh dứa cho chị ăn hết. Quan trọng là cho tụi tôi hưởng kém. Phải lại đó, phải đó. Anh nhất mực mang tới tôi cũng đành chịu thôi. Cứ lo ăn khỏi làm hay sao hả? Mọi người chưa ăn sáng mà mỗi người ăn một cái bánh có gì đâu. Chị Tiên à, chị cũng kỳ nữa, ngày nào cũng mang tới dạy hư đám nhỏ bây giờ đó. Họ sẽ tưởng đâu đàn ông đều tốt như vậy. Thiệt tình là tốt lắm, để coi có gặp hay không. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Hôm nay ánh nắng ấm áp quá. Ánh nắng cái gì chứ? Anh đi chơi tới sáng mới về thiệt sao? Đi làm cũng trễ giờ. Tôi nói cho CK biết bây giờ, mấy bản hợp đồng đang chờ anh làm để gửi cho khách hàng. Anh làm không xong, không được ăn cơm. Tuân lệnh bà. Sao hôm nay cũng vui quá vậy hả? Anh Lạc, có phải hôm nay anh lượm được vàng không? Không phải lượm được vàng, mà là lượm được âu ray trong đời tôi đó. Cô gái tối hôm qua đó. Anh quen với cổ hả? Anh nói thiệt hay giỡn vậy anh? Thì đó, nhìn tướng mạo của anh giống như tự mình hạ mình hơn là ngủ tới hôn mê bất tỉnh à. Tôi đã ngã gục. Tôi bị sự lãng mạn của âu ray hạ gục. Anh uống sai thiệt rồi. Nhớ đại cục đá để ôm thì tưởng đâu là người. Thì đó, nằm mơ phải không? Tôi rất thích thái độ ganh tị của mọi người á, tôi thích lắm đó.
đúng là không phải con người. Mày đã làm nhục tất cả đàn ông. Mày không bằng loài cầm thú. Một con chó cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Rõ ràng có người đẹp ở đây, mày lại bỏ đi để tập hết đất. Bây giờ khỏe mạnh rồi. Khỏe mạnh làm hại khỏe mạnh như Lạc Thiên à. Anh Lạc. Nè, sao anh bỏ đi hết đất không lo cho tôi? Tôi nghĩ tôi có một bí mật phải giải thích với cô. Cách đây rất lâu, cũng ở bãi biển này, chính nơi này mà cô thương yêu tôi nhất đã bị dìm chết ở ngoài này. Cô cứ chìm xuống, Chìm xuống rồi cô la lớn lạc à. Tôi cứ tưởng đâu cô giỡn với tôi nên tôi đã hít đất. Mỗi lần cô gọi lạc à tôi hít lên hít xuống, lủng bủng hít lấy hít để. Cuối cùng tối qua tôi đang nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã bỏ rơi cô. Vậy thì được. Nhớ mai mốt đừng có tái phạm nữa nha. Còn mai mốt nữa hả? Không được hả? Tôi đã quên bà cô tôi rồi.